Em quay lại con Zippo thủy trong lục chiến. À bữa hôm em quay á, em quên nói là cái con này là bông khối á, mà em quên nói. Nên là giờ em quay lại em nói rõ hơn cho anh biết giá trị cái con này ha, con thủy quân lục chiến này. Con này là con Zippo 1967 thủy quân lục chiến. Thủy quân lục chiến này là zin của nó. Đó, thủy quân lục chiến là zin của nó, chữ xéo mọc ngược ha. Con này là bắt buộc lưỡi gà la lúa nha, vỏ ruột trùng năm. Con này là bông khối nè, thủy quân lục chiến nè. Cái thủy quân lục chiến này là zin của nó. Về nó em đem thủy quân lục chiến này là bà mặt khối á, zin của nó nha mấy anh. Zin của nó đó, của lính thủy quân lục chiến đó. Đây nè, tình trạng của nó ha. Để em rút ruột cho anh coi cái bông khối của nó. Tại vì bữa em quay á, em quay em quên nói cái vụ bông khối này nè. Mấy anh không có biết giá trị của nó ha. Nó còn nguyên bông khối, nó ruột rất là rõ nè. Đó, ruột rất là rõ nè, đó. Mấy anh thao hồ sơ đi ha, ruột rất là rõ nè. Để em quay cho mình coi bông khối ha. Đây, bông nó là bông khối nè, bông nén nè. Đó, bông khối là bông khối đúng đời của nó luôn nha mấy anh. Bông khối đúng đời, bông khối xưa đúng đời của nó đó. Cái miếng trắng đông bông của nó là cũng cũng là miếng trắng bông xưa luôn, zin của nó ha, bông khối zin của nó ha, bông khối chưa thay này, bông này là bông nén đó. Nó giá trị sưu tầm rất là cao nha mấy anh. Giá trị sưu tầm rất là cao ha, bông chưa thay luôn á. Bông này bông chưa thay luôn, thấy không? Chưa thay bông luôn, bông khối đó. Nè, đây ruột của nó cho mình soi nè, thấy không? Ruột zin luôn nha. Đó. À, bắt bột lưỡi gà la lúa vỏ ruột trùng năm nha. Con này là con thủy quân lục chiến. Đây, thủy quân lục chiến là thủy quân lục chiến này là zin của nó. Em không có tháo ra được luôn á. Nó em xả bát. Xả bát. Hàng xà bát của em á, em xả bằng hóa chất cho nên nó xài rất là nó không có ảnh hưởng gì tới cái chất lượng cái díp, nó chỉ làm cho cái díp đẹp hơn thôi chứ nó không có ảnh hưởng gì tới cái díp hết nha mà. Nó không ảnh hưởng gì gì tới cái díp hết á. Đó. Nó chỉ làm cho cái díp đẹp hơn thôi chứ nó không có ảnh hưởng tới độ dày hay là cái gì của díp hết nha mấy anh. Nói rõ cho mình biết giống vậy á, thôi để mấy anh không biết ha. Đó. Thủy quân lục chiến nha, lính thủy quân thuộc lục chiến đó, cái này là zin của nó đó, em lem bạc đó nè, em zin của nó đó, cho mình coi mọc ha, chữ xé mọc ngược ha, lật lật đúng chiều cho mình coi nè, đó, thủy quân lục chiến nha mình, đây, tình trạng của nó có mấy chấm như đầu kim vậy đó, díp xưa mà, mấy chấm như đầu kim không đáng kể đâu nha. 967 lần.